Người xem con chó như mình ăn nhã nha, ăn nó biết nhã hột ra luôn á. Nè Sophie, nè cho con nhãn nè. Nè. Ăn nó nhã hột ra cho con. Ăn nhã hột ra nha. Này. Đó, nó biết ngỡ lột. Lột ơi, con lột vỏ ra đây, con lột vỏ ra đi. Lột vỏ ăn ra. Giỏi, đó, lột giỏi. Nó ăn sành điệu lắm. Ăn cái cơm xong rồi hột riêng ra bên, vỏ ra riêng ra bên. Đấy, đấy, đấy. Ăn xong nhả hột ra nha. Đó, hết giờ nó ăn giỏi, nó ngon trơn à. Thấy chưa? Nó ăn hết cái cơm nhãn rồi, hột bỏ ra bên, vỏ bỏ ra bên nha, giỏi chưa? Thuần lắm. Nha, ăn nhãn nó biết nhả hột rồi hết đó. Nè, đang bắp cho nó nha. Đây, đây con. Ừ. À, cái vỏ bỏ qua bên nha, cái hột ăn nè. Kem, biết nhả vỏ đấy không con? Còn ăn là đừng ăn hột nha. À, Sophie nó ăn nó giỏi lắm, Sophie ăn xong nó nhả vỏ ra nè. Nè, ăn hết đi con. Nó ăn sầu riêng nữa, ui chù chà sầu riêng thôi, cho bao nhiêu ăn hết. Riêng sầu riêng luôn. À. Kem. Đó, kem ăn xong rồi nhả vỏ đó nè, cắn vỏ đó. Nè, cho nguyên trái này.